mời các bạn xem kèo 44. Thì có gì nó cái này lưới có Cui, Tài Nhéo, Cường và Bảo Bảo. Phía bên kia có Chí, Hà, Bình và Chánh Hiếu. Phía bên hàng 6 phía ngoài rất là nóng các bạn. Sân K1 hiện tại đang là điểm giao lưu bóng chuyền của anh em Trà Là Cầu Khởi nha các bạn. Rồi, bốn tốt, điểm 1-0. Pha chắn bóng khá tốt của chuyền hai Chánh Hiếu. Điểm 2-0. Cường Đô Đa vừa có một pha xử lý không thành công. Tiếp tục là điểm cho bên Chánh Hiếu nha các bạn. Điểm 3-0. Đội bóng chậm tay trắng ra ngoài. Điểm 1-3. Điểm 4-1. Tiếp tục là pha hư bích 1 nha các bạn. Điểm 2-5. Điểm 3-5. Điểm 4-5. Phát bóng không qua lưới. Điểm 6-4. Hai đội đổi sân nha các bạn. Bầu Dũng ơi, Bầu Dũng ơi. Quá tốt rồi. Điểm 7-4. Pha róc đường y của Cường Đô Lai các bạn. Điểm 5-7. Và chỉ bóng của Bình khiến Bảo Bảo loạng choạng nha. Điểm 8-5. Dạ.
đập bóng không qua lưới. Điểm 6-8. Điểm 9-6. Điểm 7-9. Đây là pha bỏ bóng ăn điểm của Bình nha các bạn. Điểm 10-7. Điểm 8-10. Xếp bên này đấu 12 điểm tới nha các bạn. Lại pha bỏ bóng khá hiệu quả của Bình nha các bạn. Điểm 11-8. Tiếp tục là pha bỏ bóng ăn điểm trực tiếp của Bình. Phía bên đội Trà Là thua nha các bạn. Đây là cổ động viên của sao? Rồi, kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.